đừng có làm kỳ cục nha. Coi chừng tôi nói cho bác sĩ biết đó, anh có còn đau hay không? Còn, đau quặn muốn chết luôn, đã đi toilet 2 lần rồi. Anh Trinh. Quay, em Mẫn. À, anh Trường, anh thấy thế nào? Hey, anh là nhân viên cảnh vụ, đã từng vào sân ra tử. Bị thương ngoài da đâu có ăn nhầm gì. Còn anh thì khác, anh không có cơ hội tiếp xúc với cấp trên cao cấp như anh. Anh không phải là cấp trên của tôi, thậm chí anh không phải là nhân viên cảnh vụ. Anh đã bị sở cảnh vụ đình trước rồi, tôi chỉ coi anh như là một người chứng tầm thường để bảo hộ anh. Nè, tôi bị vu oan đó. Sự thật sẽ được sáng tỏ. Chờ tôi được phục chức lại cho anh coi. Nè nè nè, hai người anh đừng có cãi giả nhau nữa mà, đừng có làm rùm beng lên. Em kêu anh có chút chiếc khí được không? Làm như nằm dùng rồi, vậy. Rồi. Nằm dùng? Anh đừng có kêu anh đi làm nằm dùng nữa nha. Em ghét nhất là những người đi nằm dùng đó. Anh Tin à, anh đã hứa với em là sau này anh không đi nằm dùng nữa, có phải không? Phải. Nhưng mà đi làm nằm dùng thì còn hay hơn bảo vệ cái anh cờ này. Có thân pháp với tôi cần chỉ bảo vệ chứ. Khổ là từ khi anh bị đình trước tới giờ đã bị kẻ thù phục cách 30 mấy lần rồi. Cái gì đó đây hả? Vô đây. Cãi nhau, đừng cãi nhau. Để múc canh cho anh uống nha, múc canh cho anh uống mà. Anh còn thấy chỗ nào không được ổn không? Cái đầu còn hơi choáng váng, còn chút chóng mặt. Hèn gì mới như vậy, cứ nằm ở đây hoài không chịu xuất viện. Thế ra là các cô y sĩ thì thiệt là xinh đẹp. Ai da, em đã làm phỏng ngón tay nè. Phải rồi, coi y tá, chừng nào tôi có thể xuất viện được vậy? Không có cho anh ngó nữa đâu. Phỏng ngón tay đi nè, không ngón nào gì tới em hết. Ra ngoài thuốc sức vô đi. Không có cho anh ngó nữa đâu nha. Có ai ngó đâu. Anh làm cái gì vậy? Vừa rồi rất nguy hiểm, cô không thấy sao? Có gì nguy hiểm, anh đi rồi à? Cúi xuống. Nè, đủ rồi nha. Tôi giúp cô. Anh đừng tưởng là tôi dễ ăn hiếp, thử làm lần nữa coi. Anh là dâm tặc. Anh biết thật rồi, tôi cũng nhận ra anh mà. Chết đi. Đồng bộ, tôi là Châu Tinh Tinh, ai gọi tôi? Tôi gọi. Đúng rồi, tôi vừa khám phá ra một tập đoàn sát thủ kinh thiên động địa, còn bắt được một đám côn đồ có tội ác đích đáng. Xếp tới đây bắt người đi, có tôi tham dự. Xếp lên kêu tới hiện trường ngay. Bây giờ tôi đang bảo vệ người chứng, không có rời khỏi được. Xếp lên kêu ngừng hết mọi việc mà tới hiện trường ngay. Ngừng hết mọi việc? Ờ. Vậy được. Quay quay quay, đứng yên, tôi cầm súng đã. Anh Tin đâu? Tất cả đến thành thứ nhất, xoay vào chỗ tư. Wow, đã xảy ra chuyện gì? Tổng bộ có chuyện gấp, gọi anh đi rồi. Uầy, cái ống này đứt rồi, mau lấy cái ly tới, đừng đỡ giùm tôi đi. Dạ. Mở đầu. Tôi lấy đi quốc nghiệm đi, tình hình thế nào hả? Bây giờ tình hình ra sao? Vụ án ông sát đó. Xin hỏi nạn nhân là người hay là vật? Là người. Hay dành cho tiếng mùi giao thiệu mày hướng xưa lại lẽ chẳng hạn. Dì, mày phá hồ lũ xí. Đi bên vậy. Tôi là Châu Tinh Tinh nè, trong tập thứ nhất ông có dạy tôi khóa học rồi. Tôi đâu còn nhớ tôi có dạy khóa học. Tôi là quan pháp y, còn anh là ai vậy? Châu Tinh Tinh. Hồi nãy anh hỏi tôi cái gì? Không có. Thiệt mà xui. Có gặp sếp Lê không gì? Anh muốn nói sếp Lê nào? Là sếp hồ Lê đó. Thường tự xưng là thằng thám hùng tài như là thằng thám ở trong cine. Sự thật là anh chàng rất tệ đó. Cái chân của chàng kia bị anh đạp rồi. Sorry sir. Không đau chứ? Trước công chúng nói tôi và đã chưa? Đã rồi hả? Ở cái vụ án mạng này. Cái vụ án mạng này rất là tàn nhẫn. Nạn nhân là một tỷ phú tên là Dương Bách Dạng. Hai tay bị người ta trói thành giường và bị đâm chết. Còn lưu lại rất là nhiều tinh trùng. Giống như là một cảnh tuồng ở trong giới tuồng cine gần đây. Xem cờ tới đây có gì vậy bảo? Anh xem tấm ảnh này trước đi. Ê, sao lén chụp hình của người ta vậy? Cái chuyện tôi giận đó. Đây là tấm ảnh của người chết. Anh ta có diện mạo giống nhau như đúc, chỉ khác ở nút ruồi. Sao lại có chuyện như vậy chứ? Anh muốn sao đây? Tất nhiên là có lợi cho anh rồi. Xin lỗi nha, để tôi lau cho. Ê, giấy vệ sinh này lấy đâu? Để trên giường đó. Nạn nhân dùng để lau đồ đó. Lau cái gì? Anh nói coi. Không sao đâu, coi như là mỹ dung đi. Phải không sếp? Cái ly tinh trùng hồi nãy đâu? Ở đây rồi. Ủa, sao hết trơn vậy? Ê, anh Tin, anh có biết là phá hoại chiến vật ở hiện trường rất là nghiêm trọng hay là không? Trừ phi anh làm theo chỉ thị của tôi, bằng không sẽ cách chức anh.
Nè, nhiệm vụ của anh là giả làm Dương Bách Dạng về nhà ông ta. Theo dõi vợ ông ta là Julie Tan, cùng với một người bạn thân thường tới lui là Lâm Đại Nhạc. Hai người này có nghi ngờ lớn nhất là giết ông ta. Như vậy tức là kêu tôi lại đi làm nằm dùng nữa phải không? Thật ra danh từ chính xác nhất thì phải nói là kẻ chỉ điểm người đưa tin, dây an ten, người mắc tin, hoặc giả gọi là người khốn nạn cũng được. Giang sinh anh, đừng bắt tôi đi nằm dùng nữa mà. Tôi để với bạn gái là không có làm việc này, nếu mà còn làm thì sẽ mất luôn con vợ đó. Xin anh làm ơn làm phước coi tôi như một kẻ ăn xin đi, xin tội nghiệp tôi đi, ăn công mà, ăn công mà. Anh có thể không làm. Kêu ai vào đây lấy khẩu cung anh ta, vì anh ta cố tình hủy hoại chiến dịch quan trọng. Yes sir. Làm gì dữ vậy? Muốn hù chết người ta. Nếu mà tôi không đi thì chắc chắn là có người khác đi mà, phải không? Cùng lắm là anh đó, nói thế nào thì tuân lệnh thôi anh. Madonna làm gì anh, cầu xin tôi 8 lần tôi cũng chưa vẫn. Huống hồ là anh. Mạch Đăng Hùng hả? Madonna. Vậy anh nể tình có phái tôi đi? Không được, anh nhất định phải đi. Anh chỉ có tài nói ngang ngược. Nói ngang ngược là sở trường của tôi, anh biết sao? Tôi là tức chết đi. Anh là cấp trên của tôi, xin đừng có hiếp đáp được không vậy? Bản thân của tôi là quán quân hộ hạc sông Thần Quyền, còn biết giờ anh thủ cửa quan Bạch Cốt Cước đã có liền mấy mươi năm rồi. Nếu muốn tỷ vợ tôi có thể nhường anh đôi chân đôi tay, dùng cái lưỡi không thôi có thể đánh ngã anh rồi, còn kêu tôi đi hay không? Nhưng mà nếu anh bắt tôi đi chắc chắn là có nguyên nhân. Tôi suy nghĩ lại, tôn trọng sự quyết định của anh. Ok. Thật ra tôi cũng rất thích cái tên chỉ điểm đó. Tất cả do nói, không phải tôi ép anh. Đừng có điên, tụi mình là quen biết với nhau tại sao lại nói như vậy chứ? Sếp Lê anh này thiệt là. Nè, tụi mình đồng sự mà, cho mình 200.000 mua căn nhà đi. Từng nói anh đã biết người không có nghị khí mà. Dù thế nào tôi cũng hô anh, khám phá đi ha. Ê, anh em rể họ tương lai của tôi. Tôi muốn mời anh lâu rồi, tụi mình đi dùng trà nha. Nhưng anh cho tôi mượn 20.000 trước đi. Nè, anh đang còn bị kỷ luật, còn muốn cái vỏ trò gì đó, đừng có làm hại đến người ta. Tôi định báo cáo được không? Tôi bị phụ nữ phi lẻo kìa. Khoan đã. Nè, lúc nãy anh nói dù sao cũng ủng hộ tôi mà. Nếu anh chịu làm, tôi sẽ ủng hộ anh. Vậy được rồi, tôi muốn cho anh này làm trợ tá của tôi. Hàng thứ ba ghế số 4 đó. Làm gì sợ dữ vậy? Mất mấy gì tới anh? Nè, sao lại thế trễ quá vậy? Ở sở có nhiều việc làm. Sao hả? Vậy tụi này dẫn tới đâu rồi? Coi kìa, nói đến người đàn bà đó cùng với người đàn ông đang ở trên giường. Người đàn bà đó có lấy cây gấp nước đá cứ đâm vào anh ta. Nè, em có gì muốn nói với anh? Gì? Em đã xin nghỉ dạy học rồi. Em định là dùng toàn lực để giúp cho má của em quản lý tiệm bán hoa đó mà. Đó, em định là sẽ lấy những hoa đường mua bông của mấy cái khách sạn và mấy cái nhà hàng về làm. Anh thấy vậy có được hay không? Được, hay đó. Anh không có gì muốn nói với em. Gì? Bắt đầu từ ngày mai anh lại đi nằm dùng rồi. Anh nói gì đó? Anh nói là bắt đầu từ ngày mai anh lại phải đi nằm dùng nữa. Bệnh không ngán hay sao? Anh ngán rồi, nhưng cấp trên của anh không có ngán để làm sao đây. Vậy anh giỏi làm ai vậy? Làm người chồng của người đàn bà đó. Là của mùi đàn bà nào? Em đừng có nói cho ai biết nha. Là Julie Tang đó, thường xuất hiện ở trong tạp chí phụ nữ đó. Chỉ có thể nói được bấy nhiêu thôi, những chi tiết khác đều phải giữ bí mật. Em không phản đối chứ hả? Cần gì phải sợ như vậy, hay là muốn lợi dụng tôi? Tuyệt đối là muốn lợi dụng con rơi của Bạch Tuyết công chúa. Anh ngồi đi coi đi, em đi về. Quy. Xin lỗi nha. Em Mẫn. Quy. Em Mẫn. Quy. Em đi đâu vậy? Anh làm gì vậy? Em đi đâu hả? Nè, anh đã có hứa với em là anh không có nằm dùng nữa mà. Tại sao lại thích hứa với em? Em điên rồi sao? Lại lệnh cấp trên mà, anh chống cự làm sao được? Tối ngày mai là đêm 30 Tết. Anh đã có hứa với em, đi ăn cơm nhà. Đóng ra đi. Không có tránh đâu, đi vô đại điểm nó đi. Anh không đi chỉ bớt đi một người đâu có ảnh hưởng gì đâu chứ hả? Ngoan nha. Được. Anh muốn đi làm chồng của cô Judy Thang hả? Cô ta giống như là loại quái lạ bất thường. Có phải muốn ngủ chung một cái giường đó hay không? Anh không ngủ mê đâu. Tôi tuyệt đối không thể làm cái chuyện đó. Nhìn nếu uống rượu say thì khó nói. Anh đi ngủ với người ta. Vậy em sẽ đi phối với đàn ông. Wow, sao em nói ngang ngược quá vậy? Anh đâu có muốn chứ công tác bắt buộc mà. Tránh ra đi. Không có tránh đâu. Tôi đá thêm một lần rồi. Đá xong đi dĩa đi. Em không cần biết. Tóm lại em biết được là anh có chuyện gì lộn xộn đó. Thì còn anh kính em một thước, em sẽ kính anh một trường. Nếu anh có làm lỗi gì với em thì em sẽ làm giống như gia chính nữ trong vở tuồng. Để cho mày ngủ thì lấy con đi con đi, lấy xỉn mới thấy không à? Thưa lúc anh ngủ sẽ trói anh trên giường, lấy cây gấp nước đá đâm chết anh.
一并作蚕豉嚟。cái mẹ trên giường đừng có giỡn chơi à, phải đề cao cảnh giác mới được. Nè, anh làm gì đó? Đâu có gì. Ừ, tắm xong rồi à? Phải. Ừ. Ừ, phạt anh giết xong mấy đồ liễn cái đó. Được, chờ ngày mai giết đi. Không chờ được, giết đi. Hey, anh giết mỏi tay quá rồi, giết tạm bấy nhiêu đó có được không vậy? Nghe anh mỏi tay thì dùng chân đi. Wow, anh giỏi thiệt đó nha, anh dùng chân giết thiệt sao? Bởi em tưởng anh là tay mơ sao? Anh quả thiệt giỏi lắm. Anh giỏi như vậy có phải là càng ngày em càng yêu anh hay không? Ừ, nếu mà anh quả thật giỏi như vậy thì anh dùng chân ăn mì thử cho em coi. Em nói gì? Alo, bà Dương đó phải không? Tôi là nhân viên sở cảnh sát ở tầng giới. Chúng tôi kiếm được chồng của bà là ông Dương Bách Dạng rồi. Thiệt? Bây giờ ông ở đâu? Ở sở cảnh sát, mời bà lập tức tới trước ông về. Ờ, cảm ơn. Cô chủ, hồi nãy có người đem quần lót áo lót rất là đẹp tới đây. Niên rồi sao? Ai cũng biết tôi không mặc quần áo lót mà. Chị lấy dùng đi. Dạ. Bây giờ tôi đi trước ông chủ về. Dạ, cô chủ. Bà là Julie Tâm Tâm, không phải là Julie Tâm phải không? Tôi là Julie. Ông kiếm được chồng của tôi rồi sao? Dạ phải, chúng tôi kiếm ông ở tầng giới. Tâm thần của ông không được tỉnh táo. Chúng tôi hoài nghi đầu của ông chắc là bị thương nặng. Trong mình không có đồng xu nào, có lẽ là bị người ta ăn cướp cũng không chừng. Chắc là bị đàn bà đánh cướp chứ gì. Cả đám đàn ông không ai hút thuốc sao? Bà Dương, xin lỗi nha. Ở trong phòng này không cho hút thuốc đâu. Hút thuốc có bị ở tù không? À, đâu có phải là như vậy. Nhưng phải bị phạt 5 ngàn. Đây là 10 ngàn, mời đúng anh hút. Bà Dương, có tiền không phải là dạng năng đâu. Tiền không phải là dạng năng, nhưng không có tiền thì rất ngứa đầu. Anh không phải chồng tôi. Tôi đâu có nói phải đâu. Ông ta rõ ràng là chồng của bà đó. Bây giờ tôi không nhận ổng. Chơi đi chơi đi. Chơi tới lù khù luôn đi. Ê, ông nói cái gì vậy? Nói gì chứ? Tôi đã quên hết dị dạng rồi. Bà này là vợ của ông đó. Không phải. Tôi đâu có nói là phải đâu. Hai vợ chồng có cãi nhau là việc phân thường thôi. Ông già ngủ với bà thì sẽ hòa thuận với nhau. Tôi không muốn về nhà với ổng. Tôi chỉ tới còn ổng chết chưa. Tôi mừng tượng còn nhớ hình như vợ của tôi rất đẹp. Ủa bà bây giờ không đẹp sao? Anh nói sao? Tuy rằng bà không có đẹp nhưng mà bà là vợ của ông. Xin lỗi cảnh sát không biết nói dối. Ngày nay dốc dáng của vợ tôi rất cần đối. Bộ dốc hình của bà không cần đối sao? Vợ của tôi không có thích mặc quần lót đâu. Thì tôi cũng vừa mới thấy bà không mặc quần lòng. Chị đoán ra thôi. Mất dịch. Chắc loạn thần kinh rồi. Chỉ giỏi tại uống bà tắt lưỡi. Không biết tức cười hay tức giận nè. Phải rồi, về đến nhà rồi quyết định đáng cười là đáng giận đi. Cần anh dạy tôi hả? Tôi nhìn có lâu rồi à, thái độ gì đây? Chồng đi muốn tới báo cảnh sát thì kiếm được chồng nói này nữa nọ. Còn muốn tôi bắt hết tụi con lên Sắm Trăng không? Bắt cô gì Sắm Trăng giam cô nửa năm một năm không xử cô cũng được. Ngõ ngõ gì giờ phép vậy, ngõ tôi nè. Anh bao giờ cô bao lâu? Đến tháng 7 năm 97 bắt anh đến luôn. Anh là ai? Hả? Còn bà Trung Quốc đây. Sao? Nhìn cô hơi quen mặt á. Cô về đây là hồi nào? Không có. Không có. Cô rất giống tội phạm thương nghiệp gặp nhiều tiền quốc gia. Nè anh bạn à, để xe tôi đi. Bắt tất cả gia đình bắt luôn cổ. Bắt tôi. Ấy. Đừng xí miệng vô. Không một tám cũng phá hoại ổn định phục dinh sao? Tên tôi còng cả mẹ lên trển không? Rất may là anh còng mẹ tôi chứ không phải là còng tôi. Anh này nói xong chơi gì hả còng mẹ anh, tôi đang buồn ngủ đi nè. Quay đừng nói bậy, anh không phải là mẹ tôi. Quay buồn ngủ thì về nhà ngủ đi, tụi mình về nhà nha. Quay quay khoan đi. Đi mau. Làm tôi sổ sách chứ, xuống đâu. Người ta đi rồi để ta đi đi, ý da thiệt. Hey, thấy chưa, nói về cậu được rồi đó anh bạn à. Ê, anh còn kêu tôi là anh bạn à. Anh có biết anh đang bị trừng phạt hay không? Giả làm con sát tôi sẽ cho người bắt anh liền. Quay quay, tôi chỉ giả bộ làm công an thôi, anh kêu công an bắn tôi đi. Cái thứ anh này. Ê, nếu anh nói nữa tôi lên trển thì làm công an á, tới năm 97 xuống đây á, bắt luôn mẹ con anh lên trển á. Hơi, rất may là mày mình ăn chay. Công tử. Quà. Ui trời, dễ sợ quá vậy. Quà cái gì chứ, nhà của anh mà.
Anh mất hết ký ức rồi. Mất ký ức giỏi lắm sao? Đâu có nói giỏi gì đâu. Anh có nhớ bà là ai không? Là má hả? Sao công tử lại rủa tôi? Má cái đầu của anh, cô giấy vệ sinh này là quản gia Nhật Bổn của mình đó. Cô ta là giấy vệ sinh sao? Đó là tên Nhật Bổn của cổ. Daddy! Daddy! Con cơm, bà nhớ con quá. Còn cái đầu của anh nữa, con có thể làm được. Tôi kêu anh là ba mà. Tôi kêu anh là ba, kêu tôi lại. Daddy, 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 anh mau kêu nó đi mà không nó cắn anh đó, nói cho anh biết. Anh có thiệt không đó? Nè nè, tên của nó là gì vậy? Nhớ lại đi. Quay 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 nè, Dolly, Dolly, Dolly. David, Peter, Maria, Rose, Chicho, Chicho, Amani, Valentino. Dương Trinh của mình đạp Trần Gia Thượng. Cái thứ chó này phải hủy diệt theo cách nhân đạo. Tên của con chó gọi là Dolly Lô, tại vì anh quên tên của nó thôi. Quầy, anh đã kêu nó rất nhiều tiếng là Dolly rồi. Là Dolly Lô, không phải là Dolly, thiếu tiếng Lô mà. Hèn gì mà nó cứ theo đuổi cắn đứt anh hoài à. Công tử à, thú y tới rồi. Mời. Muốn nhổ ra con chó nào đây? Ở đây. Cảm ơn nhiều nha bác sĩ. Giờ đừng có rình lại quá lớn tiếng. Ui, ngày thường khi đấm bóp là anh ngủ sai mà sao bữa nay phấn khởi vậy? Không biết tại sao phấn khởi vậy. Nè, còn gì bẻ mạnh như vậy chứ? Hồi trước công tử thích kiểu này lắm. Anh thích vậy sao? Phải. Thôi kệ nó đi. Ui, tấm hình này chụp lâu năm lắm rồi, đâu có gì đáng ngắm nữa. Mày dành mắt kia. Giỏi lắm sao? Anh đâu có nói gì đâu. Anh đang xem tại sao lại mặc cái quần lót rộng mà chụp tấm hình như vậy. Thật là kỳ lạ quá. Ây da, anh còn nói nữa. Em năn nỉ anh biết bao lâu anh mới chịu mặc cái quần lót này. Ban đầu anh đâu có chịu mặc. Anh nói như vậy mới là sexy. Còn cái mặt anh kìa đâu có vừa ý đâu. Thì là không ngờ nó là người như vậy hả? Hả? Anh nói không ngờ anh là một người như vậy. Nếu diện mà bây giờ của anh không giống như đốt thì em có chút hoài nghi đó. Có gì đáng hoài nghi đâu. Anh đã quên hết tất cả rồi. Không biết trước khi mất tích anh đã nói những gì và làm gì. Ai biết anh nói gì và làm gì? Giấy vệ sinh à? Em kêu cổ làm gì? Và nước cho đi tắm đó. Người ta đang ngủ rồi. Công tử có gì chỉ dạy? Sao xuất hiện thình lình vậy? Cô chủ, công tử kêu là tôi xuất hiện. Người trong nhà này cũng xuất hiện thình lình vậy đó. Ê, đừng tưởng chỉ có mình em mới biết xuất hiện thình lình nha. Cô làm bộ nữa. Alo. Alo, sếp Lê hả? Tôi là Judy đây. Ê, cô nói gì? Người chồng mà ông kiếm giùm tôi không phải là chồng của tôi. Lấy quần mỏng chút. Dạ. Bà làm sao biết ông ta không phải là chồng của bà? Ông không nhận ra được cái gì hết. Ôm đứa con người làm tưởng là con của mình, còn bị chó cắn nữa. Ngoài ra tôi kêu ông đi tắm, ông thiệt tình là nghe theo lời của tôi đi tắm. Ông một năm chỉ tắm có 4 lần thôi. Hồi khi đám cưới tôi năn nỉ các tuần lễ mới chịu đi tắm đó. Ở sở công lưu chúng tôi cho ông đi tắm, ông tắm đến ngàn rồi. Ông ta là chồng thiệt của bà đó, phải đối xử với ông ta đàng hoàng, còn không tôi không giúp được gì bà đâu. Hả? Ủa, sao ông nói như vậy? Ông có phải là sếp Lê không? Tôi không phải sếp Lê, ông lãng lên bên sao? Chết mày đi. Tao không giống giọng nói của ông vậy. Giọng nói này phải của tôi. Muốn tao đánh nữa phải không? Sếp Trần. Bà Dương, có chuyện gì vậy? Cái ông chồng ở nhà không phải chồng tôi. Tôi chưa hiểu, bà nói rõ chút đi. Sếp Lê của mấy ông kiếm lại được người chồng cho tôi. Người đó giống hệt như chồng của tôi. Nhưng về tới nhà mới phát giác người giống hệt như chồng của tôi đó thì không phải là chồng của tôi. Sếp Lê kiếm lại người chồng cho bà, diện mạo giống như chồng bà, nhưng mà lại phát hiện người chồng này không phải là người chồng của bà. Ông thì không phải chồng của tôi. Vì bà hoài nghi thực thể giống như chồng bà không phải là của chồng bà. Có thể như vậy. Tại sao bà không tìm sếp Lê? Tôi có gọi điện thoại cho sếp Lê. Ai về sếp Lê mà không phải sếp Lê đó nói người chồng mà không phải người chồng của tôi là người chồng của tôi. Sếp Lê mà không phải sếp Lê, giả dạng sếp Lê nói cho bà biết người chồng của bà là không phải chồng của bà. Có thể như vậy. Vậy có vấn đề. Bây giờ bà về nhà cho người pha nước tắm xong rồi, uống một ly sữa nóng. Sáng mai khi thức dậy để kiếm sếp Lê, bà sẽ phát giác người chồng của bà không phải là người chồng của bà, sẽ lại biến thành người chồng của bà. Các ông cũng hoài nghi tôi à? Các ông cũng không tin tôi à? Ông tưởng tôi loạn thần kinh sao? Có thể nói như vậy,
chồng của tôi là giả đó. Tôi cũng là giả đấy. Thật ra lũ đứa quê giả lắm tôi. Bây giờ là giao thừa, 12 giờ đủ rồi. Ê, đã mộng giờ rồi, tức là mộng một rồi. Ê, ông nói gì vậy ông chồng, tôi còn chưa nói hết mà. Nha, nha. Bye bye. À, anh quả thật là giỏi, xứng là bạn học cùng lớp với tôi. Cùng hãy phát tài, Cảnh khốn nạn này, hại chết tôi. Còn có vô tiền như vậy, cô sẽ tố cáo tôi đó. Ê, bây giờ chúng ta bảo vệ chánh nghĩa, duy trì pháp kỷ mà. Anh cưỡng hiếp chánh nghĩa, mà sát pháp kỷ. Ê, sao anh chỉ cho tôi vậy, chết đi. Biết tay tôi chưa? Tôi lấy ngón tay chỉ anh đánh tôi giết anh. Ôi, chết à. Sếp Trần à, tôi bỏ quên cái quạt máy. Ê, sao mắt đen thui vậy? Tôi không được ngủ, nên có quần đen thôi. Bà Dương à, cùng phải phát tài ha, cùng phải phát tài. Dạ sự dữ ý, gặp nhiều may mắn, học nghiệp tiến bộ, thanh xuân mãi mãi. À, cùng phải phát tài. Ý dạ ơi, chắc bị điên rồi. Tiếng gì vậy? Ai cười đó? Làm gì đó? Anh muốn tôi làm trợ tá mà. Phải. Anh kêu tôi cầm súng bảo vệ anh 24/24 mà. Phải. Tôi làm đủ rồi. Tôi đâu có kêu anh cưa trần nhà của người ta đâu. Phải rồi anh không kêu ha. Đi về đi cái đồ ngu. Uầy, chỗ này không cần anh bảo vệ tôi đâu. Về đi. Đâu có được. Tôi phải theo dõi anh có làm lỗi gì em họ tôi không. Cô chủ mới về hả? Chưa ly thằng gì tới được kìa, thêm chỗ trống đi. À. Quay, con chào mập dưới phòng, tính sau đây. mới về, đi đâu mới về vậy? Ờ không, em đi ra ngoài ăn mì Quỳnh Thánh. Ờ, mì Quỳnh Thánh nè, tốt quá. Vì để hoàn thành nhiệm vụ, phải phát huy lực ngọc thụ lâm phong của mình. Phải thi triển cặp mắt truyền tình đại pháp vụ của ta thố lộ sự thật. Dịp gì tìm hiểu sự thật của mình, phải phát huy sức hấp dẫn phong khuê tiểu đại của mình sẽ rất mặt ngài giả dối của anh. Judy! Bất giang! Judy! Bất giang! Xin lỗi em nha, hôm nay anh cảm thấy hơi mệt, anh ra từ phòng ngủ ha. Thượng đế nhận từ, xin ngài ban cho con một nam nhi tráng kiện vào trong mộng của con, Arioto. Quả thiệt tráng kiện, con không mặc áo nữa. Hey, cảm ơn thượng đế, em tới đây nè. Năm mới phát tài. Trả lại đi. À, còn anh này, tôi chưa kết hôn. Anh lấy lộn của tôi rồi, bao lì xì của anh là cô chủ kìa. Qua bên kia kìa, một người hai bao lượt. Ê, cảm ơn nhiều. Phát tài. Ê, chúc mừng năm mới. Xin nhận bà một. Xin lên. Qua, xin lên sao tặng hậu lễ vậy? Tôi tham quân dương tốt kém bao nhiêu cũng sao mà. Xin lên à, cũng hỉ phát tài. Ý mà, tôi không phát tài được đâu. Nếu phát tài, sở liên chính sẽ mời chúng tôi đi uống cà phê liền. Ờ, vậy tôi chúc anh được thăng chức. À, chúc vậy mới được. Ông Dương à, ông có sao không? À, ông bị chạm cái đầu phải có chút thời gian để mà nghỉ ngơi. À, phải. À, mời ngồi chơi nha, tôi lấy bánh trong ăn. Sao, điều tra được gì không? Tôi đã dùng Mỹ Nam kế của tôi, hy sinh thân mình của tôi nhưng lấy không được tin tức gì hết. Nè,
đề nghị anh kiếm người khác đi có được không vậy? Anh muốn chết à? Cô Tư à, rót trà đi. Dạ công tử. Tôi đang kiếm người đang định chức đến tiếp anh. Anh không tìm được hung thủ thì mỗi bụng tự chết đi, hiểu chưa? Chưa có mỗi bụng đã bị người ta giết rồi. Ai mà cá gan như vậy à? Ôi, người đó là ai vậy? Ui, con mặc áo lông nữa kìa. Ui, là đàn bà đó. Happy New Year, my best friend. Hả? Ồ, bạn gái trong đầu hả? Ồ, my brother. Happy New Year, amigo. Ý mai vậy hả? Đại Nhật. Ồ, Julie. Ê, Julie. Bách Dạ đi rồi hả? Không biết nói tôi. Còn nhớ chớp chớp, Đại Nhật có phải không? Không phải. Anh không kêu tôi Đại Nhật. Anh kêu tôi là gì? Nói. 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 Ngươi phải mắc dịch không? Anh mắc dịch. Anh mắc dịch, đúng, anh mắc dịch, đúng rồi, anh trời đánh. Anh không phải là anh mắc dịch mà anh là trời đánh hả? Đâu phải, tôi chính là anh mắc dịch, còn đây là cô trời đánh. Ờ, em là cô trời đánh. Anh là trời đánh. Vậy em là mắc dịch rồi. Anh mới là mắc dịch. Phải, cổ là cô mắc dịch. À, em là mắc dịch, anh là trời đánh. Không phải, anh là trời đánh. Được rồi, được rồi, tất cả đừng nói nữa. Tất cả là khốn nạn được không? Và mới bước qua năm mới nói gì vậy? Sao nói vậy? Đi xuống miệng đi. Ây da. Ngoài chốc. Ôi, sorry. Cái thằng chơi là ai vậy? Anh là cảnh sát trưởng Lê, kiếm lại giùm Bách Dạng giùm tôi đó. Ờ, à, nhưng mấy lâu nay tôi không thích ở chung với mấy viên chức cấp thấp đâu. Nè. Tối nay disco của tôi mới khai trương. Xin mời hai vị tới chơi trò sớm nha. Tôi có mời rất nhiều gái đẹp lắm, rất hợp với cô đó. Hợp với cô lắm. Anh nói gì? À, tôi nói chơi thôi mà. À, thôi chết rồi, tôi muốn đi bằng tủ ba tôi. Lệnh nghiêm ông ta. Ông ta đã vào trong nghĩa trang rồi. Ờ, tôi bỏ đi gấp, hẹn gặp sau nha. Bye bye. Bye bye. Tạm biệt nha. Nó là bạn thân chơi từ nhỏ tới lớn với ông Dương Bách Dạng, nó cứ làm đầy tài sản ông rất đáng nghi ngờ. Chú Địa, đến đây cần gì phải dán bộ râu lý le vậy? Không thích à? Anh cũng làm như em đi. Phụ nữ cần gì phải đeo đuổi, tốn thời gian. Có tiền là có phụ nữ mà. Tôi lấy tiền nha, liền tới cô ta té xuống. Rồi lấy tiền liền tới cô ta yêu tôi. Dạo này đang cua nữ minh tinh nào đây? Ê, dạo này tôi không cua nữ minh tinh nữa. Tôi đã đổi mùi vị rồi, đi cua những cô gái mà mơ tưởng sẽ làm khùng nữ đó. Quay quay ra sao hả? Nè, hôm qua tôi có cua một cô, có một cửa tiệm bán bọc. Ê, sao ngộ quá vậy? Hôm qua tôi cũng ngủ cô, cũng có mở tiệm bán bọc. Cô tôi hẹn ngày mai có cửa tiệm bán quà. Cho xin hỏi, tiệm bán quà nào vậy? Gì? Anh cũng muốn xếp hàng hả? Đã xin phép vợ anh chưa? Ê, đừng có nhìn vào mặt tôi rất là dân chủ đó. Anh Bách Dạng chỉ muốn mua vừa trồng dây lá thôi, đâu có ăn nhầm gì đâu. Nè, đi kêu Vũ đi ha. Ê, đừng ra đâu anh. Cô ấy nè, xin làm vài chiêu nha. Cô gái ở cái tiệm bán bông đó xinh đẹp như thế nào hả? Xinh đẹp như thế nào hả? Tôi không biết miêu tả đâu. Tóm lại cô ta có một cái mắt to nè, có cái mũi cao, cái miệng anh đào, còn cặp ngực thì rất là nở nè. Được rồi. Cô tên gì? Tôi chết rồi. Tôi không biết bao nhiêu cô gái, làm sao mà nhớ tên được chứ. Ida. À không phải, không phải. Teddy. À không phải, không phải. Sandy. Không phải, không phải luôn. Trong hiện chỉ là trang trọng công phu ở một lầu, rồi trang đầu giao đến trang bị, trang bị giao lên trên tầng lầu, trang bên giao đến địa hạ, trù phòng giao đến chốt đinh đinh, rồi giao vào trù phòng. Wow, giao âm tiền à. Tiền nữa, thật là. Còn có thêm à? Tôi nghe cô nói cô có một bạn trai như bọn mình làm cảnh sát này đó. Bây giờ cô đó ở đâu? Mau giới thiệu cho tôi. Mau, mau lên. Ê, cần gì gấp vậy? Tôi đã đuổi cô ta rồi mà. Tới đây sẽ gặp anh liền. Vậy sao? Phải. Vậy thôi, đi trang điểm lại đã nha. Quả thiệt. Baby, give me a kiss. Baby, give me a kiss. Ông nghe. Thank you.
Chú đi. Hey, Huê Văn Tịnh. Để tôi giới thiệu nha, có là Trình Văn Tịnh, người giúp việc đắc lực của em ở công ty. Còn đây là ông Dương. Tôi gặp ông Dương một lần rồi. Đúng vậy. Ở công ty nếu không có Văn Tịnh em không biết đối phó như thế nào đó. Tôi không làm phiền hay gì nữa. Không sao, nói chuyện với nhau đi. Bye bye. Ngó cái gì? Tối lại cứ nhìn con gái. Không tìm gái biết làm gì vậy? Huê, kêu Vũ với em đi. Anh Kiến ơi, đang tìm người. Tìm cô gái hồi nãy hả? Không phải. Anh có nói dối không? Không. Vậy anh có thể tập trung tinh thần khi Vũ với em hay không? Uầy, sao hai người lại gian díu đây vậy? Bạn gái của tôi tới rồi, anh tìm anh để mà giới thiệu đó. Bây giờ đâu? Đã đi về rồi. Chào khác đi nha, sẽ giới thiệu sau. Đầu tóc của anh cũng đẹp lắm chứ. Phải, anh đối tượng thức anh ta. Em mũi to, tối nay cả đám bạn bè mở tiệc đang chờ đợi em đó, còn đứa ở đó làm gì nữa, kêu gái tới đi. Biết rồi. Biết gì? Đâu có gì. Em nghĩ tới chuyện hồi trước, nè, mình qua chơi trò này. Trò gì? Tối nay cả đám tụi mình tổ chức một buổi tiệc chờ em đó, em mũi lớn ngồi chơi đó để làm gì vậy? Bây giờ anh tươi cười một chút thì có được không, bộ đưa đám sao? Tối nay tụi mình có tổ chức một buổi tiệc chờ đợi em đó, em vũ lớn. Em là mũi lớn. Sorry. Tối nay tụi mình có tổ chức một buổi tiệc đó, em mũi lớn rồi, em tới chơi nha. Còn đứng đó làm gì, mau kêu dạy cô gái tới đi. Cut, very good. Cổ quá đi. Ê, sao anh vô phòng của em? Má của em sắp về nhà rồi. Má của em? Em nói cho má biết là anh tới đây dạy thêm cho em đó. Nếu bà biết được thì bà sẽ nổi giận. Má của em nói là đừng có để con trai vào phòng của mình, đừng có để cho con trai hôn mình. Giờ cũng không nên để con trai cái gì đó. Có phải là tới phiên anh nói không? Anh nói cái gì? Gì anh không biết gì hết. Anh còn dám nói không biết cái gì? Lần trước kia đi cắm trại nửa đêm nửa hôm anh vào trong trại hôn người ta một cái. Vậy thì không hôn nữa, anh ra thư phòng ngủ nha. Người ta muốn hỏi anh tại sao tối nay không hôn người ta. Vậy hôn xong anh ra ngủ ở thư phòng nha. Thì hôn đi. Huê! Lần trước anh đâu phải hôn chỗ này. Wow, không phải hôn chỗ này thì hôn chỗ nào vậy? Huê, chưa đi. Làm người đừng có được do đòi tiên nha. Em nghịch lắm đó. Phải rồi, em nghịch không được sao? Ôi chết thì chết. Quay, hai đứa khốn nạn mày muốn chết hả? Chị lại muốn tham gia trò này à? Ây dồ, hai đứa khốn nạn này, hai đứa khốn nạn, khốn nạn. Ở đây làm cái gì, cứ muốn đánh tụi mày cũng không được mà. Nè quay, quay, sao lại đánh tôi không đánh cổ gì? Cô ta là đạo diễn đó, không có đánh được đâu. Khốn nạn mà, khốn nạn mày tới làm gì? Tới về nhà cô ta hỏi gặp nó lên giường hả? Còn khốn nạn này, cô thiệt là đê hèn không biết xấu hổ, làm cho mất mặt cái nhà rồi, hả? Chuyện cho ở trong nhà đừng có nói ra ngoài, tôi đi trước nha. Hãy chả! Đi đâu cái thằng khốn nạn này, mau quên xuất. Cái thằng khốn nạn này vừa phá trình của con gái tao bây giờ muốn chạy à? Bà gà, ban đầu tôi không muốn làm vậy đâu, bây giờ tôi kìm chứ không nổi. Những lời này nói ra được, ăn đừng muốn chạy hả? Do ơn mọi nghĩa. Không chơi nữa đâu. Làm giống như cổ gì nè. Bây giờ con coi con nè, cái thằng này không có lương tâm gì đâu hả? Má thì là phó cho trời, để má nói cho bà con biết là thái sai nó kết hôn nha hả? Có chịu hay không? Đó là cái hôn. Không chịu không? Kết hôn thì kết hôn, là nó cưới mau lên. Vậy thì được rồi, phải kết hôn nè. Hai đứa bay làm sao phải cố gắng làm người nha. Được rồi, được rồi. Uầy, má cho mình kết hôn rồi, tiếp tục đi. Hả, còn chưa hết sao? Lại đi. Uầy, đã tới giờ rồi, cái màn giảng hát đi. Tụi mình ngủ riêng với nhau lâu rồi, anh không đối hoài gì tới em. Bên ngoài anh có nhiều đàn bà, em vẫn làm ngơ không biết. Em chỉ cần một đêm với anh. Vậy cũng không được sao? Tại sao? Tại sao anh biến đổi như vậy? Tại sao? Em đừng có khóc mà, đừng quan tâm nó như vậy, em chỉ có một người. Anh dạy con. Anh đang chỉ có một người, chỉ cần có một người vợ đúng rồi.
đứng lại như em đi. Nhiều em. Mấy em nữa? Nhiều em. Ôm em đi. Xoay mặt, quay mặt lại. Hả? Ui, chết thiệt là khốn nè, còn lấy le đều dễ vòng nữa. Ơ là vậy? Lượm tiền không thấy sao? Anh làm cái gì đó? Đang lượm tiền đi nè. Anh lại làm gì đó quét đường hả? Mau vô trong tiệm. Anh đang lượm mấy đồng bạc đó. Có chạy đồ đỏ ăn kìa. Ừ, anh sao bữa nay bạn ế quá vậy? Thì mới khai trương là như vậy thôi. Đâu phải. Nghe nói là hôm qua có rất nhiều người tới kiếm em hả? Phải rồi, sao anh biết được vậy? Nè, nước rượu canh đâu rồi? Ở đây nè. Ê, ngon quá. Uầy, uầy. Ừ, chè đậu đỏ ngon quá hả? Còn thấy dài sao? Có một hộp. Đúng rồi, ăn luôn nước rượu của tôi. Nấu chè thêm một nước rượu mùi vị rất là ngon. Tôi anh nói chuyện đi nha, em ra ngoài. Mẫn à, đi đâu vậy? Em đem bó hoa tới cho vợ người ta. Ai giống như anh, không có người, không có bông, không có tiền. Bye. Đúng rồi. Anh tới đây làm gì? Tôi tới chè đậu đỏ bảo vệ anh, không cần tôi về. Uầy. Tụi Lâm này dặn nói tối nay tới nhà của tôi chơi bài. Tôi nghĩ chắc chắn là tìm ra manh mối. Anh tin thì được rồi, tôi là vua phé được kỷ lục nè. Tối nay mình hợp tác với nhau kiếm ăn được đó. Kiếm gì vậy? Đâu có gì. Tình hình sao hả? Tất cả như thường. Có tiền không? Anh không biết tôi bắt đầu thần thám hay sao? Anh có tóc bạc sao? Là thần thám chuyên chơi không có vốn. Ủa, anh Dương, nốt rượu anh đâu rồi? À, lấy ra rồi. Nè, nốt rượu phú quý đó nha. Vậy hả? Bây giờ tôi có quá nhiều tiền, muốn bớt điện chút tôi. Ê, nói hay, nói hay. Dạ. Yeah. Vậy làm theo quy củ như trước nha. Quy củ thế nào? Cho tiền mặt. À, đúng là quy củ, quy củ. Tin cả nhất là 200 ngàn. Tiền lẻ đó hả? Tất cả tài sản của tôi đó. Đặt ra 10 ngàn đi không Dương? Một phẩy tám rồi. Tám chính là lớn nhất đó. 50 ngàn. Sao hả? 50 ngàn thêm 150 ngàn nữa. Họ không thèm mình cũng no mà. Vậy hả? Theo đi. Quê, lấy tiền ra đi. Ừ, tiền lẻ đâu? Tiền lẻ á? Ê, anh kia. Ủa, nè nè nè. Để tôi đi kiếm cho anh ngồi đây. Em à, cho anh về dọc kiểu đi chơi đi nha. Quê. Trước nay anh cờ bạc đâu có mượn tiền nhau. Anh không phải còn 30 triệu tiền mặt ở trong nhà sao? Anh đã quên để chỗ nào rồi. Anh giỏi như vậy sẽ nhớ được mà. Rồi, bây giờ đánh con bài nào đây? Ừ, con này nè. Thiệt hả? Tình anh đi. Cẩu đồng, từ tế gia nhất phát âm hưởng. Hả? Cuốn nè. Xếp lẻ ở đâu hả? Đang hết bia trong phòng xe đi ạ. Xếp lê. Hai. Hai. Thằng khốn nạn này mới đầu được á.
Tôi có gì muốn nói với anh? Có gì quan trọng không thấy tôi đã đánh người sao? Tôi muốn 12 triệu đi cờ bạc. 12 triệu đồng? Con nói lộn hay không á? Ấy à, mày cãi nhau nhau với tao á? Dù sao 2 triệu đồng này cũng không tiết kiệm được. Tôi đi đâu kiếm 2 triệu đồng cho anh đây ra hả? Đại nhà có đến nhà của tôi cờ bạc, nếu mà không có tiền sẽ đổ bể ra hết, tất cả đều phải chết chung thôi. Đưa ra đi. Mà buông tay ra đi. Anh hứa tôi sẽ buông ra. Đi đâu mới về vậy? Xin lỗi nha, tiền lãi tôi hay để bậy bạ. Tiền cho công nhân để vào phòng công nhân, phòng công nhân ở nguyên lãng. Đừng có nói nhiều nữa, người ta đang chờ anh đó. Chị bà đi. Chị bà. Phép tám đi tiền. Dạ, tôi xả. Ê, nhữ nó đã. Không có gì đặc biệt. Đặt thêm 200 ngàn. 200 ngàn? Tôi thêm 800 ngàn. Theo. Ê. Bà là 8. Phải cần nói thầy hết rồi đi. Giấy nhật trình. Chơi luôn. Bà 88. Không có bao nhiêu. Theo. Không theo. Tôi bà ta mất. Tôi không tin là 488. Ăn tiền phải cần phải xúc động, đừng có khóc nha anh bạn. 488. Coi nè. Sao vậy? Lúc nãy 88 là 88 mà. Hả? Hả? Dán bài đi ra hả? Tất nhiên rồi. Dán nó đã qua nhiều dán rồi. Sao không nói với tôi? Anh không hỏi tôi mà. Đồ khốn nạn. Dạ rồi à, ăn hay thua? Nhìn cái đầu là biết mà. Thua hết hả? Sao nói anh là vua phé? Tôi nói lúc nào đâu. Hình như tôi có nói rồi. Vậy bây giờ tính sao? Phải kiếm thêm triệu để gỡ vốn chứ. Lập tức phát quyền bản sắc vua phé. Wow, còn muốn lấy thêm triệu nữa hả? Tôi đã lấy hết tất cả tiền bảo chứng, tiền bảo tích của sở cảnh sát, người cho hai đi cờ bạc. Bây giờ ở sở người ta đòi đây này. Nếu anh không lấy 2 triệu đồng đó về thì đi mua giấy thuyền đi phía khác đi. Vậy lập tức cho tôi mượn tiền đi mua giấy thuyền đi. Ờ, cái anh này. Anh đi mượn thêm triệu nữa đi. Không nói chuyện nữa. Quay quay. Quay. Nếu tôi thêm triệu nữa thì tính sao đây? Thế là cũng chết rồi, sao phải liều mà. Anh bạn à, chỉ kiếm cho đồng bạn để ăn thôi, cần gì phải đánh nhau vậy chứ. Anh lại đánh ai nữa vậy? Đang đánh hai gã biệt đó. Hả? Biệt bận quý trọng như vậy sao đến người ta? Bọn họ gạt người ta hết 2 đồng. Ồ, gạt người nào hết 2 đồng? Người mà họ gạt là tôi đây. Đó sao? Ăn mày cũng gạt, đánh nó đi. Đánh! Cất tình của Đỗ Thánh Hồng gia. Hello, hai anh mạnh giỏi chứ? Mạnh giỏi gì? Tôi chạy bỏ làng đây nè. Anh bạn, đừng đánh chúng tôi nữa. Tôi dạy cái biện bộ tốc hành cho anh nha. Ăn chắc đó. Được, nhưng anh phải xuất gia cho tôi coi trước. Sao kỳ vậy? Trời cái buổi trưa vậy? Đánh hết 16 vòng rồi còn chưa về, không biết anh đi đâu nữa. Ê, về tới rồi. Các vị khán giả. Hả? Wow! Wow! Rất là ngồi ngồi tương tự nha. Thông minh thiệt á. Tướng mạo của anh như rất quen thuộc, nhưng không biết anh là đóng vai gì. Anh đoán để coi. Tôi biết rồi, Đỗ Thánh. Sai, là David Copperfield. Wow. Chị bài. Tôi mất lắm dạ. Bà ta mất. Thùng phá thỉnh. Thùng phá thỉnh lớn hơn. 4 tấm ít. 5 tấm ít. Wow. Ê, thằng cha đã truyền nghề cho anh cũng khá lắm hả? Ăn hết đó đi. Tôi còn muốn nhân cơ hội này thì nó chăm chú có kẻ mưu sát bất dạng. 1 triệu đồng. Theo. Vé trước. Điên là sao? Thùng phá sảnh quyết định chứ. Xà lá. Tôi không tin anh là David Copperfield. Tôi theo anh. Còn lại 5 cách. Cầm đó 5 triệu. Khỏi cần cầm. Nếu mà anh chịu trả lời tôi một vấn đề thì tôi coi đó là 5 triệu đồng. Vấn đề gì? Anh đã từng bao giờ
Nghĩ đến việc đánh chết tôi hay không hả? Hả? Trả lời đi. Tôi... Trả lời đi. Không chơi nữa. Không chơi nữa. Hỏi vấn đề mà kỳ cục vậy. Đi về. Dạ. Đó không gì nữa thì thôi. Hey. Quay. Tụi mình ăn hết tiền rồi. Trần tướng kiếm được chưa? Trần tướng chính là... Tấm tay là tấm vốn. Thằng điên nó không dám theo. Hả? Đại ca. Đại ca. Con sao đại ca? Trả tiền lại. Đã trả giống rồi. Tiền ăn được có phần anh sao? Mượn tiền không trả lại tất cả? Rồi, trả lời trước cho đồng nghiệp của ngân hàng đi hả? Ê, bữa nay lợi tức thấp chỉ có 2.75 thôi. 2 triệu đồng chỉ cho 365 ngày. 25 đồng cho anh 30 nè, khỏi thôi. Thêm 10 đồng lấy anh đi. Ừ. Nếu sớm giải quyết thì đâu cần gây gỗ nhau. Điều tra lâu có tiến triển gì không? Tôi phát hiện có chú đi tan ca ngày càng quái lạ. Tôi nghĩ sau lưng chắc là có sự bí mật không có thể thấy ánh sáng. Còn có anh chàng Lâm Đại Nhạc. Sao nó quản vậy? Khi tôi đi huấn luyện ở Scotland, tôi đã từng nghiên cứu những vụ án kiện kỳ lạ nhất thế giới. Gồm có sự mưu sát trên xe lửa Đông Phương, vụ mưu sát ở sông Ninh, vụ tình sát theo điện thoại, vụ chôn sát ở trong bếp ở Hồng Kông. Dạ. Tôi có phát hiện một đại nguyên tắc. Nguyên tắc gì? Người mà càng hiểm nghi nhiều nhất thì không phải là hung thủ. Sao? Tôi đồng ý. Không để như Sine, nó càng không bị hiểm nghi, càng không phải là hung thủ sao? Có thể nói như vậy. Hung thủ có thể thấy bề ngoài thấy không có quen biết nạn nhân, tướng mạo bình thường, không cao không thấp, dạng dở khỏe mạnh, có khuynh hướng dùng bạo lực, ưa thích đấu đá với người ta, vô cùng ham tiền, thậm chí đến 30-40 đồng cũng không có bỏ qua. Thì nhìn nói tới đây hung thủ chính là anh đó. Anh bạn, bắt anh đi. Yes sir. Đi rồi sao? Shut up. Sorry sir. Suy luận là suy luận như vậy. Bây giờ trở lại vấn đề. Anh ở nhà Julian không tìm thấy ra manh mối gì, phải trở về văn phòng điều tra Lâm Đại Nhạc và Dương Bách Giả. Qua trong việc làm ăn có mâu thuẫn gì mà có động cơ giết người? Sao nói người hiểm nghi nhất không phải là hung thủ? Tôi nói chơi thôi. Mau đi điều tra đi. Để tôi đi làm xong việc rất quan trọng đi có được không? Dạ. Yêu em 360 năm. Tôi là tức chết coi mình không ra gì hết. Giang phu dâm phụ. Giang phu dâm phụ. Tao phải giết chết ngươi. Giao. Ui chưa. Đóng cửa. Xin mời ngồi. Cảm ơn đã tặng hoa cho tôi. Cặp giữa có bồn. Đừng có làm vậy mà. Đã biết là tôi có bạn trai rồi. Tuy rằng anh ta vừa không có tiền, vừa ích kỷ, vừa keo kiệt, vừa quê mùa. Không phải nói mình. Nhưng dù gì anh ta cũng là bạn trai của tôi. Tôi không thể tiếp nhận người khác. Nè, đừng mà, đừng. Đừng mà, đừng. Tao giết chết tao mất dịch tụi ấy. Là anh. Là em. Là anh. Thật ra anh nói giết kẻ mất dịch chính là cô. Nè, anh đừng có hăm hè cổ nha. Anh cầm con dao trong tay làm gì? Để dao xuống đi. Bạn đã nghe anh nói nè. Anh cũng đã theo dõi em lâu lắm rồi. Thì ra em tới đây kiếm con hồ ly tinh này. Em. Có bạn con tay chỉ vào cô còn hỏi nữa. Ôi, cô có diện mạo tài ba gì mà dám giành về của Dương Bách Dạng này hả? Bây giờ anh hỏi em yêu anh hay là yêu cổ? Anh chỉ chơi thôi mà. Nè, thấy chưa? Chỉ chơi thôi. Thấy chưa? Người ta chơi cô đó. Muốn chơi cô đó, cô là hồ ly tinh làm tên nhìn nhện, làm mất hết dành giá mà hả? Muốn tiền phải không? Được, tôi cho cô nè. Hiểu gì? Ở đây nè. Ui. Nè, tiền nè, tiền. Vậy, đã cho tiền rồi không chịu về. Bụng tôi anh. Được, tôi về. Mẫn à, Mẫn. Đây là nhà của em mà, anh còn đi đâu nữa? Phải rồi, ở đây là nhà của tôi mà. Nè, hai người đi về đi. Đi mau. Nè Mẫn à, đừng nóng giận nghe tôi nói đi. Nói gì nữa, xuống dưới đường cho anh.
Đem chữ con hồ ly tinh này dài câu nữa. Xuống đi còn đứng này làm gì? Đi thì đi. Này tôi nghiêm trọng cảnh cáo cô nha. Sau này đừng có gặp mặt vợ tôi nữa. Hay mà gặp lần nào đánh lần đó có biết không? Hả? Nè, người ta đã đi mất rồi. Anh còn đứng đó là bộ đống kịch nữa hả? Hồi nãy anh đã chịu đỡ lắm rồi có phải không? Đống kịch thì phải làm như vậy rồi. Em nhận thấy lúc nãy anh biểu diễn thế nào? Tệ lắm. Em có lộn không đó? Anh đã từng được thưởng đóng kịch nói đó. Nhưng sự thật anh tệ lắm mà. Anh còn chưa có hỏi em kìa, tại sao em cặp bồ với con mụ này? Ờ, em thấy cô ta rất tốt. Giờ có lòng thường hay đến tiệm mua qua, cho nên có rảnh đi uống trà và dạo phố với cô ta. Ai ngờ đâu bên ngoài cô ta là phụ nữ mà bên trong lại là đàn ông. Anh không ngờ lại là cô ta. Nhờ, người ta đang ở dưới đường để chờ anh đó kìa, cô không xuống dưới mau đi. Đi đi. Chờ cho anh hoàn thành nhiệm vụ này thì mỗi ngày anh ở bên cạnh của em được không? Ừ. Nè, em có mua một món này để tặng cho anh. Là gì? Là đôi giấu bông. Đốt đi. Ông Dương, xin chào. Ha, good morning. Hello. Chào ông Dương, bà Dương vừa mới đi ra ngoài thôi. Tôi biết. Bên trong không có điện đâu. Không sao đâu, tôi vừa trọng lấy đi nước uống thôi. Dạ. À, hồi sáng là mới đưa đến. Có chuyện gì đó? Không có gì, ra ngoài đi. Chắc là có vấn đề. Đã nói không có gì, cũng đừng mắc mớ tới cô. Ra ngoài. Chú ý. Cần phải nhớ là không có nên bật quạt máy ra xem. Có nghĩa là gì? Hả? What? Brandy? Hả? Ông chủ. À. Alo. Đại nhạc hả? Gì đó anh bạn. Anh làm sao chụp được hình của tôi? Dùng máy chụp hình được rồi. Tôi đã theo dõi cô lâu lắm rồi, nhưng không ngờ cô lại có hứng thú với người này. Những tấm ảnh dựng gần như vậy, tôi tin rằng mấy cái tòa soạn tạp chí sẽ rất có hứng thú đó. Anh coi chừng báo ứng nha. Tôi chắc chắn bị báo ứng rồi, nên tôi phải dành dụm tiền bạn đã xài trong lúc tôi bị báo ứng. Nếu như cô muốn lấy lại mấy tấm ảnh rõ rồi trần truồng này, bây giờ tối mai đến công ty tôi đi. Anh muốn sao? Tôi muốn nói chuyện với sở cứu hỏa. Nói đi, có chuyện gì? Ở đây là sở cứu lửa nè, gì nào đó nói chuyện đi. Xin hỏi có bán áo mưa không vậy? Mua áo mưa thì đi 7-Eleven đi, đồ khốn nạn. Ai là đồ khốn nạn? Sao tỏ thái độ như vậy hả? Cô số máy đó nè, đừng có gắt máy nha. Quay, ơi, ơi. Anh thấy người quá đáng rồi. Cô không tới sẽ hối hận thôi. Thôi được rồi, tôi phải tập thể thao. Ý ông Dương, ông làm gì vậy? Thì uống nước đó, đã nói với cô rồi. Ây da, đá hộp cơm của tôi không cho tôi ăn khuya hả? Mau đợi tiền lại đi. Thưa cô kiếm ai? Ông Lâm Đại Nhạc mời tôi tới đây. Xin mời cô theo tôi. Vô đi. Xin mời. Gặp được cô tôi rất có tinh thần. Để kiếm hồ sơ nửa năm về trước đi. Có điện thoại tôi không nghe đâu. Dạ. Mời ngồi. Đừng nói những lời vô ích. Muốn lấy bao nhiêu tôi trả nhưng phải đưa hết hình lại cho tôi. Ê, cô đừng hiểu lầm nha. Lâm Đại Nhạc hỏi tôi đây, tuy rằng không phải rất có nhiều tiền, nhưng mà tiền bạc khoảng 1 tỷ bạc, tôi không xem ra gì đâu.
Cô tưởng là tôi tống tiền cô hả? Vậy cũng được, nói giá đi. Hey, tụi mình quen nhau, nói đến tiền bạc mất tình cảm lắm. Thật ra tôi có nhiều tiền cho cô xài lắm mà, có phải không? Nè, tôi đã điều tra ra Dương Bích Vàng ở trong nhà của cô, chắc chắn là Dương Bích Vàng giả. Bây giờ tôi giúp cô tiêu diệt nó, không để lại dấu tích gì. Ngoài ra, tôi cho cô thêm 3 triệu để mua miếng đất ở quán chạy của cô. Sao không đi ăn cướp đi? Miếng đất đó trị giá 2 tỷ bạc. Phải rồi, tôi nói 1 tỷ bạc nó không xem ra gì, nhưng mà 2 tỷ bạc thì mới có hứng thú chứ. Con mẹ của mày. Đấy, cô là tục tiểu nha. Cô nói tục tiểu sẽ phát hoài hình tượng của cô là một đồng tình lưu gái trong tầm khảm của tôi đó. Đồ hèn. Anh cái gì? Trong vòng 3 ngày lên phòng luật sư làm thủ tục, bạn không có lấy hình của cô phá con đường và đang trong tạp chí phụ nữ. Quay, ngó gì đây? Lẽ lúc tôi đang cấp đầu hả? Đâu phải, gái đẹp không có mặc áo kìa. Tôi không tin. Bữa tôi xem coi. Ê, nếu tôi bước tới anh sẽ lưng tôi làm tôi ngất xỉu sao? Tôi không ngu đâu. Dù anh không bước tới thì để tôi rất là ngất xỉu thôi. Quay, có chuyện gì đâu? Có thằng mặc áo phục đánh xỉu tôi kìa. Đuổi vào đi. Ê, có thấy thằng mặc áo phục không? Đi tìm. Ăn trộm, ăn trộm. Tiếng động gì đó? Tôi đâu nghe. Cho tôi gặp nó, tôi đánh bể cái đầu nó liền. Kiếm bên kia, tôi kiếm bên này. Nhân tạc. Cứu tôi với, nhân tạc. Hả? Ê, kia kìa. Tôi đã đợi chết làm rồi sao anh còn theo dính tôi, bắt anh đi. Chạy đi. Trả hàm răng cho tôi. Quay là anh hả? Ủy, kiểu mới. Kiểu mới gì? Anh đón cô ai với tôi đây? Ai vậy? Quay, sao không nói cho tôi biết? Quay lại nữa. Đồ vật sao dám đi ngang qua đường của ta, muốn cắn chết hả? Thằng kia còn chưa đến năm 97 sao đành nhiên ngay tại cho tao, bọn mày tử tao luôn thì sao? Nếp chết mày nè. Mới về hả? Ui, sao tao hổn hển vậy? Đi đâu mới về đó? Anh hỏi em mới đi đâu về? Em mới đi đâu về? Có điểm đánh bài ở đây nói coi mới đi đâu về? Em đánh bài ở đây cả đêm. Thì tôi đã đánh hết 16 vòng rồi. Nè, chồng của cô cũng có gì chứ? Anh chắc là có gì rồi. Wow, sao lại ăn mặc như vậy? Anh mới đi đâu về? Ây da, áo dính cái gì đây? Hả? Ây da, dính máu hả? Anh mới giết người sao? Mới bị em hỏi đã cứng cổ rồi phải không? Mình là vợ chồng với nhau mà nói chơi chút không được sao? Uầy, ngày mai là kỷ niệm đệ thất chu niên hôn lễ của mình, em muốn tổ chức một vũ hội để chúc mừng, có đồng ý không? Ui, sao anh chu cái mỏ như vậy? Hôn một cái.
Ê, là hết rồi, cần thiệt tình. Sếp à, mà dùng đi đi. À. Lâm Đại Nhạc chết rồi, biết chưa? Biết rồi. Giờ tôi sắp chết rồi, anh có biết chưa? Không biết. Anh không điều tra được hung thủ, tôi với anh chết luôn. Người nào là hung thủ tôi đã nắm chắc ở trong tay rồi. Người đó là ai? Đừng có nóng nảy. Để thắt cảm giác của tôi nói cho tôi biết rồi. Tối nay sẽ có kết quả. Đêm nay tên hung thủ này sẽ bị dẹp bộ mặt gian ác của nó. Đứng im! Đưa tay lên! Là cô hả? Ông Dương à, tôi có chút gì muốn nói với ông. Uầy. Tôi biết rồi, thôi rồi, xin lỗi. Ê, xin mời các vị qua bên kia, mời qua bên kia. Cảm ơn sự hợp tác. Xin lỗi. Người ta đi hết rồi, cô nói đi. Chửi lên ra khỏi đây. Sao không nói sớm, tôi cũng có lòng tự tôn mà. Ông Dương, ông có chuyện gì chú Điền nha? Chú Điền có chuyện gì? Không móc quá tới cổ đâu, quá thì là không móc quá gì tới cổ đâu. Cô nói cho rõ đi. Bây giờ tôi không thể không nói cho ông biết. Thật ra cổ. Thật ra thế nào cô nói cho ông biết đi. Phải rồi, có chuyện gì cô cứ nói đi. À, bản nhạc này em rất thích, ra nhảy với em nha, đi. Ông Dương. Hai. Mỗi năm đều có bạc kỳ, năm nay đặc biệt cao hứng. Còn anh? Như vậy đủ rồi. Chủ yếu là em được cao hứng. Có nguyên nhân gì hình nhân không được vui vậy? Em nói coi. Ờ, vậy thì bất cứ ai làm bất cứ chuyện gì đều nhất định có nguyên nhân của nó. Anh thì nói là bất cứ người nào làm bất cứ chuyện gì đều nhất định sẽ có báo ứng. Vì giết người là vì nguyên nhân nào đó. Nói cho anh biết đi chú đi. Sao lại không nói gì? Không, em đang suy nghĩ. Nếu anh thật là Dương Bách Dạng thì tốt biết mấy. Em đã biết anh là giả. Ngay ngày đầu tiên em gặp anh thì em đã biết rồi. Em vẫn còn chưa trả lời anh. Đừng làm mất luôn hảo cảm của em đối với anh. Mấy năm nay tình cảm với em và Bách Dạng kém lắm. Mấy ngày này anh đã giúp cho em hồi cảm lại cái cảm giác mới luyến ái với anh. Lúc đó hai đứa em đều không có tiền, nhưng mà thật yêu nhau. Không ngờ từ khi tụi em được phát tài thì anh càng lúc càng trát táo. Còn em, tâm lý càng biến đổi, càng ngày càng ghét làm đàn bà. Em muốn làm đàn ông, làm một người đàn ông để dành ăn với Bách Dạng. Nhưng mà từ khi có anh tới đã làm em hồi phục lại cảm giác phụ nữ hồi trước. Em không muốn biết lai lịch của anh. Em chỉ yêu cầu là tối nay anh có thể một lòng một dạ cùng em đóng chung vở tuồng này. Ông xã, tối nay anh ở bên cạnh em, được không? Hồi nãy chưa nói hết, anh hoài nghi ai là hung thủ? Tôi hoài nghi là chú Điền. Có thể vậy? Bởi vì đây mà Lâm Đại Nhạc chứ, tôi có ở hiện trường. Tôi đang theo dõi chú Điền. Tôi lại không chính mắt nhìn thấy cô ta ra tay, nhưng mà lúc đó ngoài cô ta không còn người nào khác.
Sao anh nói sớm? Nói đi. Tôi không biết tại sao nữa. Cái này kỳ thiệt. Khoan đã, nghe tôi nói hết. Nhưng dù chính cậu giết người đi nữa, tôi dám khẳng định cậu có khổ tâm. Có khổ tâm gì? Giết người tức là giết người rồi. Anh là cảnh sát đó, anh có biết không? Anh đừng có tưởng cậu là vợ của anh thiệt đó. Ông Dương, lâu quá không gặp. Ôi, chào chào. Tôi có chuyện đi trước nha. Bye bye. Hey, anh còn biết cái chuyện gì nữa, nói ra mau đi. Tôi nghĩ chắc là cậu có hành động nữa. Có hành động gì? Sao giết ai biết hành động bí mật của cậu? Rất may tôi không biết. Bây giờ anh biết rồi. Tôi cũng biết mà. Quyệt, còn có một người, cô Tịnh. Sao không đi thông báo cho cô Tịnh đi? Tôi làm thức bố tiên lai đi dẫn bắt cổ liền. Quê, là tôi nè. Làm hết rồi. Đừng làm vậy. Đây là kế không tiền khóa hậu nè. Tôi đem bằng này vào hôm tôi thấy tôi sẽ ngất xỉu. Đến lúc đó hả, bắt nó đi trị tội. Để tôi đè nó vô nha. Hello. Anh làm vậy mà không ngất xỉu. Người ta không biết coi tin tức sẽ đồ ngu. Vậy tính sao? Bây giờ lập tức lên phòng của chú để coi chừng có bão, làm sao có thu hoạch. Có thu hoạch hả? Mời nè, cái súng đâu? Wow, làm việc nguy hiểm vậy còn đòi súng thì nữa, bộ tưởng nó ngu sao? Ôi! Tối nay tụi mình phải trả thù trên đại nhạc. Anh đại nhạc nhất định bị hai vợ chồng Dương Mách Dạng giết chết. Sau khi các anh vào trổng làm việc, phải cẩn thận nha. Anh đừng lo. Xin mời. Đi mà. Ê quá, đây là lần đầu quá. Cảm ơn anh. Ôi, chào. Dạ này làm ăn thế nào? Được, không được, khá lắm. Ê, thấy là anh cặp bồ với anh này. Sau này đừng kiếm tôi nữa. Hiểu lầm rồi cưng à. Có lẽ là kiểu nhảy đầm tân thật đó, tất cả nhảy theo anh đi. Thưa cô, xin mời cô một bạn. Qua đây. Tình cảnh bây giờ rất là nguy hiểm. Hả? Lại là anh dâm tặc này nữa. Tôi đã vì anh mà đổi hết mười mấy chỗ làm rồi, bây giờ đến thôi đi này cũng chạy con thoát bằng tay của anh. Ý trời đã định. Có chuyện gì? Bên kia có người bị tên bắn chết đó. Hả? Quay qua coi đi. Anh này à? Đừng chạm đến anh ta. Các cảnh sát đang tới. Hey, hồi nãy tôi lên lầu theo dõi cô Julie, thấy cô không ra khỏi phòng. Trung kệ. Tôi không muốn ai quản thúc tôi. Tôi đã làm gì thì tôi tự biết. Judy, làm vậy không có kết quả tốt đâu. Cô đừng phá hoại tôi. Judy, cô về đi. Tôi không muốn gặp mặt cô nữa. Hả? Là anh à? Tôi vừa lượm được cái hung khí định dỡ lên cho anh xem. Anh lại đánh tôi rồi. Đừng có đâm cổ. Chú đi. Đừng cử động. Tôi đã biết cô là hung thủ rồi. Phải. Tất cả đều do tôi làm. Ê, trả súng nhanh nè. Vậy mới tốt, lên trước rồi. Lên trước gì? Anh nói coi. Quay, để tôi tính lương cho anh. Không sao, cứ tính đi. Để. Làm ơn tránh ra, tránh ra, tránh ra đi, tránh ra. Em đi nha, ông xã. Thank you.
Anh làm gì vậy anh? Em không biết lúc nãy xảy ra chuyện gì sao? Hồi nãy đã xảy ra chuyện gì? Em không biết đã bắt được hung thủ rồi sao? Gì hả? Vì hung thủ đó là ai? Thế ra hung thủ là... Là Julie có phải không? Trước khi giải cổ về bố, con đã đảo mắt đưa tình với anh. Giờ còn hôn ở phía nắp bên trái còn một cái nữa. Đừng có giấu em, anh từng đã nói cho em biết rồi. Tuyệt đối không phải. Tuyệt đối không phải. Anh dám nói là không có. Tuyệt đối có, nhưng không phải là dưới nắp phía bên trái. Vậy thì ở đâu? Em bận. Anh chỉ muốn em tin anh, ở trong lòng của anh chỉ có một mình em thôi. Anh cam tâm tiếp nhận bất cứ sự hình phạt nào của em. Nè, trừng phạt anh đi. Come on. Come on. Ai có rảnh mà đi phạt anh chứ. Vậy thì để anh trừng phạt em nha. Em đánh anh hả? Nè. Sao em lại chơi cái trò này nữa? Không phải làm bắt em trừng phạt anh hay sao? Có phải là hối hận rồi hay không? Anh đã sợ chưa? Anh thật là sợ muốn chết rồi. Hỏi anh lần sau dám cho người ta hôn nữa hay không? Không dám chứ. Em làm ơn mở trói giùm anh đi. Quê. Em làm gì đó? Em đi tắm. Come on baby. Chúng ta đừng có lãng phí thời gian nữa. Em à, qua đây. Ôi da, kẹt tay áo rồi. Ôi trời, trừng phạt anh đi. Come on, baby. Come on, come on. Come on. Hả? Là con? Anh thiệt nhiều chuyện. Em ơn, em ơn. Anh hãy chết chưa đi. Gì, con nói gì vậy? Hả? Tôi phải trả thù cho chưa đi. Tôi không có nghe rõ, con nói lại một lần nữa coi. Trả thù gì? Tôi nói là tôi phải trả thù cho chưa đi. Tôi vẫn không có nghe rõ, nói lại một lần nữa coi hả? Giỡn với tôi. À! Nói cái gì? Thần lông mãi gì? Mãi giờ. Yeah. Giết chết cô. Tôi là đồ khốn nạn mà, tại sao cô đâm tôi vậy? Cô chơi tiền đã đập chết cô bây giờ. Tôi không phải là đâm, mà là mổ. Nhìn gì? Tôi giết chết cô. Quỳ, đừng có chơi như vậy nha. Không muốn mới tới tôi đâu. Tôi biết. Tôi đã. Anh đã chơi đã rồi. Bây giờ tới phiên tôi. Chưa chắc đâu. Tôi cảm ơn cô thì đúng không? Cô đừng tưởng tôi là tay mơ nha. Quay ái, chả bị giọt bẻ rồi. Đây là ảnh lõa thể mà Lâm Đại Nhạc lấy chụp cô Julie Thanh và cô Trịnh Dân Tịnh. Trịnh Dân Tịnh chẳng những là đồng tính luyến ái, còn là kẻ có bệnh thần kinh, có khuynh hướng bạo lực rất là nghiêm trọng. Cô ta đã giết hết những ai yêu cô Judy và những ai làm thương hại cô Judy, cho nên giết Dương Bạch Dạng trước, rồi giết Lâm Đại Nhạc. Cô Judy đã nói hết tình hình trong đêm đó rồi. Tôi không nên yêu anh Dương Bạch Dạng giả này đâu. Tôi không thích ai quản thúc tôi. Tôi đã làm gì tôi tự biết. Cái Dương Bạch Dạng giả này, chỉ có giết anh ta, tôi mới hưởng được những ngày hạnh phúc.
Cô điên rồi sao? Cô nói tôi điên. Thật ra cô đã thay lòng. Dương Bách Dạng đánh cô, tôi đã trả thù cho cô, tôi đã giết chết nó. Cô đã giết Bách Dạng. Rồi sao? Tôi còn giết luôn Lâm Đại Nhạc. Cô tưởng là tôi không biết sao? Nó chụp ảnh lõa lộ của cô và tôi để làm tiền cô. Loại người như nó, chỉ có giết nó mới không nguy hiểm đến mình. Thì ra tất cả đều do cô làm. Tại sao? Tất cả những gì tôi làm hoàn toàn là vì cô. Bây giờ tôi đi giết anh ta. Tôi không cho cô giết ảnh. Cô đã yêu thằng khốn nào đó. Chết ra. Không được. Không được. Hèn gì trong đêm đó cô ta lại còn muốn giết các em nữa. Vậy đem nói dùng tên bắn chết cũng là Trình Dân Tình hả? Ôi. Tại sao cô chú đi lại bảo vệ Trình Dân Tình như vậy? Vì chú đi có tình cảm nồng nàn với cô. Trong lúc xúc động, tự mình nhận tội hết. Cô gái này thật là... Thật là sao? Không liên quan gì tới anh mà có phải không? Phải. Phải thì được rồi. Việc này làm rất tốt. Lại có một vụ làm dùng đang chờ đợi anh. Gì? Cô nói chơi nữa nha. This is an order. Ra lệnh nữa hả? Là anh. Ê, không cần kêu tôi là xét tường đâu. Sợ Liêm Chánh đã nhận sai lầm, rút đơn không tố giác nữa. Bây giờ tôi phục chức rồi. Thiệt chứ sao hả anh Tư? Thiệt là như vậy. Phục chức có gì ghê gớm đâu. Giỏi lắm cùng chức với tôi thôi. Ê, anh sai rồi. Cấp trên anh thường chỉnh người ta. Bây giờ đến phiên anh đình chức. Nên không cần chỉ đến anh 97, tôi cần phải chỉnh anh. Anh đánh tôi hả? Đánh em được sao? Đừng có đánh tôi nữa. Quyên can họ làm gì cho hai anh đánh chết với nhau đi. Châu Tinh Tinh có người tiếp kiến anh kìa.